Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và hôm nay Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn về ngành nghệ thuật tại Học viện LaSalle của Singapore. Được thành lập năm 1984, LaSalle College là học viện nghệ thuật hàng đầu châu Á Thái Bình Dương, chuyên đào tạo bậc diploma, cử nhân danh dự và thạc sĩ với chuyên ngành khác nhau về nghệ thuật và các nhóm ngành gồm có nghệ thuật biểu diễn như múa, nhạc, kịch, sân khấu, điện ảnh, thiết kế ứng dụng, thời trang, nội thất, sản phẩm công nghiệp, chất liệu thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế quảng cáo, nghệ thuật phương tiện, phim hoạt hình, thiết kế website, thiết kế game, mỹ thuật, quản lý nghệ thuật. Theo học tại trường, sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các nghệ sĩ quốc tế và tham dự các buổi biểu diễn chuyên nghiệp cũng như là các buổi triển lãm nghệ thuật cao cấp. Ngoài ra thì sinh viên quốc tế có thể làm việc 16 giờ mỗi tuần trong suốt thời gian học cũng như là có cơ hội làm việc tại Singapore sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, các giảng viên và sinh viên tốt nghiệp được mời tham dự các hoạt động trong các tổ chức cũng như là các sự kiện có uy tín trong ngành nghệ thuật. Chương trình tuyển sinh dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 12 có IELTS 5.5 hoặc là TOEFL APT 69, IELTS 6.0. Chương trình tuyển sinh dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 12 IELTS 5.5 hoặc TOEFL APT 69 Foundation, IELTS 6.0 hoặc là TOEFL APT 79 Level 1. Nếu như chưa đủ điều kiện tiếng Anh thì bạn có thể đăng ký học các khóa tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao tại trường. Quan trọng nhất là phải thực hiện một bộ hồ sơ năng khiếu, trong đó có các ý tưởng sáng tạo nghệ thuật của bạn sẽ được phát huy một cách tối đa. Nhà trường hiện đang có các chương trình hỗ trợ học phí của Bộ Giáo dục Singapore cho các bạn có kết quả học tập và hồ sơ năng khiếu xuất sắc. Mỗi năm nhà trường sẽ khai giảng một kỳ vào tháng 8. Và mọi thông tin chi tiết về thắc mắc về Học viện LaSalle của Singapore thì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.